Xin chào mọi người và đặc biệt là các chị gái tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Đây là video clip em sẽ tổng hợp và chia sẻ đến mọi người cái video về tử vi của năm Canh Tý 2020 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm nay đối với tuổi của mọi người. Một trong những cái tuổi mà mình nói rằng là năm tới được tam hợp của địa chi, đó là Thân gặp Tý, là Thân Tý Thìn. Rất là tốt đẹp ở trong cái việc tình cảm và gia đạo. Để nói về người Mậu Thân á, nữ mạng thì như thế này nè. Trong cái lục thập hoa giáp thì cái con khỉ á, là cái con đó thông minh lém lĩnh gần với con người nhất, cho nên là người Mậu Thân nữ mạng vì thế cũng mang cái thuộc tính của con khỉ, đó là hơi lóc, thông minh lém lĩnh, chơi với người khác thì cũng hơi muốn chơi nhất, chơi hơn họ chứ không muốn là thua họ về đầu óc. Người này là biết lợi dụng về đầu óc. Người Mậu Thân đến cái giai đoạn này của đời sống thì đa phần là những người rất thích về cái kinh doanh thương mại mua bán nhiều hơn là những cái người mà Mậu Thân an phận làm ở trong một cái môi trường lãnh lương đến năm về hưu, thì đây không phải là cái người Mậu Thân. Thì người Mậu Thân thường thì xuất thân đa phần không phải là thường là đầu đoạn đời, thường là người ta nói là từ tiên vận đó, thì không có được nhiều cái sự sưu thần. Tuy nhiên là cứ vào sau từ cái năm 38 tuổi trở lên thì người Mậu Thân rất là dễ nắm tiền tài. Người Mậu Thân thì như thế này nè, đa phần là những người xuất thân ha. Một số người thì có thể là nếu như không có tốt đẹp thì đa phần là những người hơi lợi dụng cái sự thông minh lém lĩnh của mình và làm việc hơi bất chấp một tí xíu thì đổ nghiệp thì phải chịu thôi. Làm ăn thì nó phải như vậy ha. Thì đó là sơ khởi cái thiên tính của người Mậu Thân nữ mạng, vốn dĩ là rất thông minh ha. Các chị mà nói con nói vui với con ruồi bay ngang là các chị có thể biết con ruồi đực hay là con ruồi gái, không có ai gạt được các chị đâu, các chị có muốn gạt người khác hay không thôi ha. Thì trở lại cái vấn đề chính, đó là cái tử vi của năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của các chị. Đầu tiên hết á, người Mậu Thân á sẽ là những cái người sinh từ ngày 29 tháng 1 năm 1968 dương lịch cho đến ngày 16 tháng 2 năm 1969 dương lịch ha. Đó là người sẽ chịu sự chi phối của cái tử vi Mậu Thân. Mạng là đại trạch thổ, tức là đất đồng bằng rộng lớn ha. Tướng tinh thì người ta nói xương con khỉ, nhưng mà tướng tinh của con lạc đà thuộc dạng những người cũng là người siêng năng làm ăn ha, nhưng mà cũng hơi lém lĩnh một tí xíu. Như đã nói, những người này thì có mạng số để làm như là số đề rồi ha, cho vay rồi đó, chơi hụi rồi đó, mấy người này là có mạng số làm cái này luôn, nói người khác nghe ha. Thì như vậy là nếu mà xét về trụ mạng thì năm Canh Tý cũng là một năm thổ. Như vậy là mạng là thổ gặp năm thổ là tương hợp, chủ tốt về một năm có cái sức khỏe, không cần phải lo lắng, tốt đẹp ha. Tuy nhiên sao chủ thì không được tốt đẹp cho lắm, với sao Thái Bạch là một cái gọi là phá tinh, người ta gọi là hao tinh thì đúng hơn. Sao Thái Bạch thì như người sẽ hay nói là quét sạch cửa nhà. Đây là một hao tinh. Cái tính chất của cái hao tinh này á là một thường đem lại cái chuyện trở ngại trong cái công việc làm ăn, hoặc làm ăn có tiền nhưng mà không giữ được. Đề phòng tiểu nhân phá hoại làm hao tốn tiền của. Cẩn thận, có thể nói mà gặp sao Thái Bạch đó, mà người mệnh thổ đó là thổ sinh kim mà Thái Bạch thì là hành kim, thì là rất là dễ hao tài. Nhiều người nói rằng cẩn thận với cái sao này, đối với người Mậu Thân dễ gặp trắng tay chuyện quan sự. Đặc biệt á, là người Mậu Thân sẽ rất là xấu ở trong cái tháng 7, tháng 7 và tháng Giêng rất là xấu cho người Mậu Thân ở trong cái năm mà gặp sao Thái Bạch như thế này ha. Đó là cái
sao. Còn hạn á, thì là hạn cuối năm á, là hạn Thiên La, một trong những cái hạn đem đến cái tinh thần bất an, lo lắng thôi, chứ cũng không phải là một cái hạn nặng nề về công việc làm ăn gặp khó khăn gì cả. Cho nên là có thể nói đây là một cái tiểu hạn. Mà người Mậu Thân thì vốn dĩ là những người lo xa tính dài, cho nên cái chuyện mà lo lắng tinh thần bất an này là chuyện thường trực, chứ không phải cái riêng năm nay không. Tuy nhiên vận niên lại là một vận niên rất là tốt đẹp, đó là vận niên hầu thực quả, tức là khỉ khỉ ăn trái cây, khỉ mà về vườn được ăn nhiều nên cuộc sống no đủ, ăn nhàn rủng đỉnh. Có thể nói là năm Canh Tý tính chuyện đại sự hay là mưu sự gì thì cũng được thuận lợi, có nhiều may mắn. Nếu mà làm kinh doanh buôn bán thì dễ sinh tài lộc, làm nông nghiệp thì có thể nói là được mùa được giá. Như vậy là cái vận niên rất là tốt. Chỉ có một cái là nếu như mà tổng hợp như vậy thì có thể sẽ là năm tới làm được nhưng mà không giữ được thôi, chứ đừng có cái sợ cái sao thái bạch. Như cũng đã nói ở những cái video trước, sao thái bạch không chặn đầu vô, tức là không chặn cái người làm, như là ông Kế Đô. Ông Kế Đô là công việc không có luôn, dễ lắm vào bế tắc. Còn ông sao thái bạch này là ông chỉ hao tốn tiêu hao thôi, chứ ông không có chặn cái việc mà làm ra. Cho nên là nhiều khi làm ra nhiều nhưng mà tiêu hao nhiều thì cuối cùng cũng mình không thấy được cái gì, mình lỗ cái công của mình, chứ còn không đến nỗi là phải hao tài tốn của tốn cái cũ của mình đi ha. Rồi Thiên Can chữ Mậu và chữ Canh á, thì không xung không hợp về mặt trạng thái tử vi. Tuy nhiên nạp âm của Mậu là Thổ, Canh là Kim, cho nên có thể nói nạp âm ngũ hành là sinh xuất, rất là dễ hao tài. Nhưng mà hao tài trong sự khống chế, hoặc là mình đã tính toán là sẽ hao đi ở trong công việc làm ăn. Thiên Can như vậy thì địa chi thì mình như đã chia sẻ ở trên, thân gặp Tý là thân Tý thành tam hợp, đem đến may mắn phúc lộc cho cái gia đạo tình cảm. Điều này là điều mà người Mậu Thân rất là hay. Như đã nói rằng người Mậu Thân rất có tay nắm con cái, sắp xếp nói cho con cái nó nghe, đây là một điều rất là tích cực. Thì lại tiếp là tục được một cái năm mà tương sinh về địa chi như thế này thì rất là tốt đẹp thêm nữa về cái tình cảm trong gia đạo. Rồi đó là sơ khởi của cái tử vi nhìn từ vẻ bề ngoài, bởi sao hạn mạng thiên can địa chi vận hạn gì đó, thì nó bên cạnh những điều tích cực về mạng vận niên thì có cái sự khó khăn về sao chủ thái bạch gây ra hao tài tốn của. Các chị để ý một tí xíu thì mình biết rằng cái năm mình làm được mình giữ không được thì mình cũng cẩn thận một tí xíu ở trong công việc để nó bớt đi cái sự thất thoát ha. Rồi xét xem tọa cung tiểu vận thì hoặc là tiểu hạn của mình ở trong cái các cái phúc tinh và tài tinh nó sẽ ra sao. Thì tọa cung tiểu vận có các sao như Thiên Khôi nè, Thiên Trụ, Thiên Mã, Phi Liêm. Bệnh, đây là bộ sao chủ về trong nhà có cái chuyện buồn đưa tới, đặc biệt có tam môn đi trước cô thần, là có thể nói rằng là công việc làm ăn không có ảnh hưởng ở tọa cung tiểu vận, nhưng sẽ có chuyện buồn phiền ở trong cái gia quyến của mình, có thể là có tan, đặc biệt là cô thần là tan của người đàn ông ha. Rồi Thiên Khôi, Thiên Trụ, Thiên Mã là di chuyển xa vẫn có tiền tài, đặc biệt với Thiên Khôi như thế này thì có nhiều phúc phần. Phi Liêm thì đi trước bệnh, phải cẩn thận về mặt sức khỏe, tai nạn bất ngờ. Rồi tọa cung tiểu hạn thì có các sao như Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tràng Sinh, Bạch Hổ. Đây là có Lộc Tồn đóng ở hạn thì như đã nói tiền tài vẫn có thể làm ra, chứ không có phải gì mà không có tốt đẹp. Bác Sĩ là một trong cái
sức khỏe cũng không tốt đẹp, tràng sinh, bạch hổ. À, đây là bộ sao mà người ta nói chủ về sức khỏe không được tốt. À, công việc làm ăn thì có tài lộc, nhưng cẩn thận các con vật, cẩn thận những cái vật sắc nhọn ở bản thân mình vì có bác sĩ đi trước tràng sinh. À, rồi cung tam hợp á, thì có các sao như cung nhị hợp thì có các sao thiên quan, lương niên, văn tinh, tuyệt đại hao, trực phù. Đây là bộ sao coi bộ không được tốt đẹp cho lắm, với cung nhị hợp có đại hao, trực phù, thiên quan và lương niên văn tinh là phúc tinh ha, tuyệt bị tuyệt án ngữ ha, bị tuyệt án ngữ tại cái cung nhị hợp, mà bên cạnh tuyệt lại còn có đại hao và trực phù, thì đây là có thể nói các cái mối quan hệ làm ăn của các chị cần phải cẩn thận chú ý. Nếu như các chị nào mà làm trong cái ngành nghề mà cho vay thì nhớ cẩn thận ha, rất là dễ hao tài mất của ở trong cái năm này, nên vung vén gọn gàng lại, hoặc là kiểm tra những cái người mà mình cho vay, đừng có nghe mật ngọt chết rồi mà để gây hao tốn tiền tài một cách không đáng có ha. Còn cung tam hợp thì có các sao như thiên việt, thiên phúc, thanh long, quan đới, tế phá, thiên hư, thiên khóc, nhưng bị triệt án ngữ. Bên cạnh đó có phượng cát giải thần đi trước, thai phục binh, điếu khách, quả tú, địa vọng, quỷ già. Cung ở trong cung tam hợp thì chỉ có bộ ba thiên việt, thiên phúc, thanh long, quan đới là tốt đẹp, còn lại là một loạt các cái phá tinh như thiệt tuế phá, thiên hư, thiên khóc, triệt rồi là phục binh, điếu khách, quả tú. Như vậy thì nếu như nhìn chung các sao như thế này thì các chị phải để ý những người phụ nữ không có gia đình, hoặc là những người phụ nữ ở trong cái công việc làm ăn đối tác với mình sẽ gây ra thiệt hại, gây ra hao tốn cho bản thân mình. Tuy nhiên là cái mình rất là may khi có phượng cát và giải thần cùng đi trong cung tam hợp. Thì như đã giải thích ở nhiều cái video trước, giải thần là một trong những cái gọi là phúc tinh đệ nhất, phúc tinh chuyên đi hóa giải và khống chế phá và bại tinh ở trong cái cung mà nó đứng. Như vậy thì trong cung tam hợp có phượng cát và cả giải thần thì hy vọng rằng là cái điều xấu người ta gây đến với mình rồi cũng sẽ được quý nhân hay là được một cái sự vận chuyển khống chế mà không gây ra tác hại quá lớn ở trong bản thân mình. Tuy nhiên với tế phá đi trước thiên hư thì cẩn thận cái việc ký tả giấy tờ sẽ đem đến những cái điều mà không có tốt đẹp, hao tài ở trong cái phần cuộc sống của mình. Rất may là đi sau tuế phá, thiên khóc, thiên hư thì có triệt, từng triệt là hai cái sao là hãy cứ đi sau cái sao nào là nó sẽ làm cho cái sao đó giảm 50% cái sự hung hại hoặc là cái sự tốt đẹp. Cho nên nó là liên quan tới tuế phá, thiên hư, thiên khóc đi đến quan đới này bị triệt án ngữ, thì nếu có đi tới quan đới thì mình cũng sẽ không có bị khó khăn, không có bị thua thiệt ha, nhưng mà cẩn thận để đừng để dính tới quan đới nha, để đáo tụng đình, tức là tới công cơ quan công quyền hoặc là tòa án. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong sơ khởi cái vận hạn, lộn, cái tử vi của cái năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của các chị Mậu Thân, Nữ Mạng. Thì bên cạnh những cái sự khó khăn của cái sao sao chủ cũng như là một số phá và bại tinh ở trong cái bộ mạng của mình, thì mình có khá nhiều điều tích cực. Tuy là nó những cái sao cái phúc tinh tài tinh của mình nó không nhiều, nhưng nó là những cái sao
rất có lợi cho bản thân mình. Thí dụ như cái sao giải thần ở trong cái cung tam hợp, thì ổng sẽ mấy cung tam hợp là cái đối tác bên ngoài, những cái người ta nhìn vào mình thì ổng có trong cái cung đó thì ổng tốt đẹp, ổng khống chế, ổng chiên đi săn mấy ổng sao xấu. Chứ còn tính ra thì số phá và bại tinh cũng như hao tinh ở trong cái bổn mạng của các chị nhiều hơn là phúc tinh và tài tinh. Tuy nhiên phúc tinh cái nào đáng một cái không? Không nhiều nhưng mà chiến thôi, cho nên là cũng đã đạt đi rồi. Bây giờ thì mình sẽ xem cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý đối với các chị nó sẽ ra sao, dựa vào cái bài tính tử vi từ xưa đến giờ em hay chia sẻ. Đầu tiên hết á là tháng Giêng. Tháng Giêng là tháng Mậu Dần, mà tháng Mậu Dần lại là một tháng Thổ. Như vậy á là người mệnh Thổ gặp tháng Thổ, năm Thổ thì bộ mạng sức khỏe mình sẽ không có vấn đề rồi. Điều đó là một cái điều tích cực đúng không? Chữ Mậu Thiên Can, chữ Mậu thì sẽ đồng hành với lại chữ Mậu Mậu Dần, Mậu Thổ, Mậu Thân. Người ta sẽ nói như Thiên Can mà đồng hành thì tốt cho công việc, hanh thông, dễ thuận lợi về tiền tài. Ngon lành. Địa chi thì lại không tốt đẹp cho lắm. Với Dần Thân thì thuộc nhóm lục xung, gia đạo sẽ chắc chắn có nhiều điều buồn phiền âu lo, thậm chí tới cả những cái mối quan hệ trong xã hội nó cũng có những cái điều mà không tốt đẹp. Đúng không? Đó là một cái điều mà người Mậu Thân không có mong muốn cho lắm. Rồi, tiếp đến đó là tháng 2. Tháng 2 âm lịch của năm Canh Tý, tức là tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão tiếp tục lại là một tháng Thổ. Như vậy bổn mạng sức khỏe cũng giống tháng Giêng, với mệnh Thổ gặp tháng Thổ, năm Thổ thì sức khỏe không vấn đề rồi, khỏi phải lo lắng. Thiên Can thì Mậu Kỷ không xung công hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Thiên Can này thì không tốt đẹp bằng Thiên Can của tháng 10, của tháng Giêng. Tuy nhiên nó cũng không có chống phá gì. Hy vọng là với cái sự tốt đẹp của tháng Giêng nó tiếp tục không gặp chống phá thì nó vẫn tiếp tục ở trên cao vậy chứ nó không có tụt xuống. Đối với cái công việc làm ăn và tài lộc. Địa chi thì Mão Thân tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy sẽ tốt đẹp hơn tháng Giêng, với không có vị xung khắc, không phải là lục xung của tháng. Gia đạo sẽ không có cái sự buồn phiền đối với các chị. Rồi, tiếp theo đó là tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý. Mà tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn. Năm Canh, tháng Canh mình chữ Mậu, để xem nó như thế nào. Thì nếu Canh Thìn thì là thuộc Kim. Như vậy thì với cái mệnh Thổ thì mình sẽ sinh Kim, bổn mạng bị sinh xuất tháng, bổn mạng và sức khỏe bị suy yếu. Khi bổn mạng và sức khỏe bị suy yếu thì phúc tinh và tài tinh sẽ bị suy yếu theo. Mà suy yếu theo thì như ta nói là mình có cái phúc tinh giải thần và phượng cát sẽ khống chế nguyên cái đám phá và bại tinh ở trong cung tập hợp. Nhưng mà bây giờ nó suy yếu là mấy thằng kia nó mạnh lên, nó đè, nó đập à. Cho nên là cẩn thận một chút về những cái công việc, những cái tài lộc của mình. Thiên Can á, Canh Mậu là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Mậu là Thổ, Canh là Kim. Đây là nạp âm ngũ hành sinh sức của tháng. Mình bị nạp âm ngũ hành sinh sức của Thiên Can của cả năm luôn. Bây giờ tới Thiên Can tháng mình tiếp tục bị sinh sức. Cho nên đây là tháng rất dễ gây ra hao tốn tiền tài. Nhưng cái sự hao tốn tiền tài này, một là không quá lớn, hai là nằm trong cái sự khống chế của mình ở trong cuộc sống. Rồi, địa chi Thân và Thìn là thuộc nhóm tam hợp Thân Tý Thìn, dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả cái công việc của mình, trong những cái mối quan hệ ở trong xã hội, mối quan hệ trong công việc làm ăn. Như vậy là tốt đẹp đúng không? Êm à, do rõ ràng đây là một cái tháng không có liên quan nhiều, không có phải lo lắng về cái tình cảm và gia đạo cũng như các mối quan hệ. Hoặc là thí dụ như trong tháng này trong công việc làm ăn mà mình có gặp rắc rối gì đó thì cũng có quý nhân hoặc là bạn bè chỉ đường dẫn lối cho mình mà vượt qua, để mà đỡ hao tốn hơn ha. Tiếp tục đó là tháng 4 âm lịch
tháng 4 âm lịch là tháng Tân Tỵ, mà tháng Tân Tỵ là tháng Kim. Như vậy bản mệnh cũng sẽ là Thổ sinh Kim, sinh xuất mà bản mệnh bổn mạng và sức khỏe cần cẩn trọng. Rồi thiên can Tân Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của Mậu là Thổ, Tân canh là Kim, tiếp tục là một tháng sinh xuất về nạp âm ngũ hành có thể sẽ gây ra hao tốn tiền tài ở trong công việc, hoặc là công việc phải đầu tư tiền, nói chung là bỏ tiền ra nha, không biết đầu tư hay là hao tốn. Nhưng nếu mà đầu tư thì ok, còn hao tốn thì nó không quá lớn đâu, cũng đừng có quá lo lắng. Địa chi thì Thân Tỵ, người ta nói dần Thân Tỵ hợi. Cái bốn cái con giáp trong tứ hành xung này nó rất là hay, trong đó là Thân dần và hợi là lục hợp. Thân với Tỵ dù là sát nhau trong tứ hành xung thường là lục xung, nhưng mà nó lại là lục hợp. Cho nên là gia đạo và tình cảm sẽ có nhiều may mắn. Mà khi mà gia đạo tình cảm có nhiều may mắn thì cũng sẽ giống như tháng 3 vậy đó, nó có quý nhân giúp đỡ ở trong công việc, ở trong cái điều kiện tốt đẹp nhất. Cho nên có thể nói tháng 3, tháng 4 khá là giống nhau ở trong cái địa chi thiên can và bản mệnh luôn. Đây là hai tháng có thể là sẽ phải hao tốn tiền tài nhưng mà gia đạo tình cảm là một cái điều rất là tốt đẹp. Rồi tiếp tục là tháng 5. Tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Nhâm Ngọ, mà tháng Nhâm Ngọ chắc chắn là Mộc. Như vậy mệnh Mộc sẽ khắc Thổ, như tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn hoặc bệnh phạm thân. Đây là cái tháng, hai cái tháng, tháng 5 và tháng 6 có thể nói là xấu nhất đối với những người mệnh Thổ, và đặc biệt là đối với các chị Mậu Thân. Khi mà bản mệnh bị sinh xuất, bản mệnh bị tương khắc tháng, tháng nó tương khắc bản mệnh, thì cái phúc tinh và tài tinh gần như không có tác dụng. Mà nên nhớ là hồi nãy mình đã nói ở trên này hả, phá và bại tinh nó rất là nhiều. Phúc tinh có một cái đáng một cái, nhưng mà cái này bây giờ nó mất tác dụng thì phá tinh và bại tinh coi chừng nó hoàn thành, nó sẽ đem đến nhiều cái điều mà rung rủi. Nếu như mà thiên can hoặc là địa chi nó bị một cái gì đó nữa, bị tương khắc nữa thì mệt mỏi à. Và tháng này với cái chữ Mậu và Nhâm là Mậu khắc Nhâm. Thiên can của các chị khắc tháng, công việc gặp nhiều chống phá, cẩn thận tiểu nhân lợi dụng trong công việc và gây ra hao tốn tiền tài. Mình đã nói hả, phúc tinh tài tinh có thì nó không chế bớt, còn bây giờ nó mất tác dụng, gặp cái này nữa thì cẩn thận ở trong công việc, ký tá giấy tờ hay là cái gì đó sẽ phải đặc biệt chú ý. Tháng này mình nhu lại trong công việc, mình làm cái gì mình cũng toan tính cho kỹ lưỡng một tí xíu. Đó là cái dấu hiệu không tốt đẹp. Địa chi thì Thân Ngọ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tính khác nhau. Như vậy về mặt tình cảm và gia đạo tiếp tục là một tháng tốt đẹp, không có vấn đề gì. Như vậy trong tháng 5, bổn mạng và công việc là hai cái các chị cần phải để ý cho mình một chút xíu, đặc biệt là phần công việc với chữ Mậu khắc chữ Nhâm. Rồi đó là tháng 5, tiếp tục là tháng 6. Tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi. Tháng Quý Mùi chắc chắn là tháng Mộc. Như vậy bổn mạng cũng sẽ không khác với tháng 5, với Mộc khắc Thổ, tháng khắc bổn mạng, sức khỏe bổn mạng xấu, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Cũng giống như tháng 5, phúc tinh coi như dục không có xài được ở trong cái tháng này. Là sẽ đến cho mình nó có cái những cái chuyện mà nó không có tốt đẹp. Thiên can ấy, thì tốt đẹp. Vì sao? Vì chữ Mậu và Quý là thiên can ngũ hợp, công việc tài lộc rất là dễ, hanh thông, tốt đẹp. Đây là cái điều rất là mừng. Tháng 5 mình gặp khó khăn, nhưng mà tháng 6 là mình gặp được thiên can ngũ hợp. Người ta nói thiên can ngũ hợp là đem đến may mắn, tài lộc, đem đến công việc làm ăn phát đạt. Nếu như mà các chị mà làm nông nghiệp thì đây là tháng rất là dễ có tiền tài, tốt đẹp ở trong cả cái, mình nói là nuôi vật thì vật lớn ha,
được vận niên tốt đẹp nữa thì quá ngon rồi. Địa chi là mùi ngọt, mùi thân tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có sinh khác nhau. Như vậy thì địa chi cũng giống tháng năm luôn, tốt đẹp, không có vấn đề gì xảy ra hết. Như vậy thì mình em đã tổng hợp xong và chia sẻ đến với mọi người cái tử vi của năm Canh Tý 2020 đối với tuổi Mậu Thân cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm, với nhiều cái điều không được tích cực cho lắm. Tuy nhiên cũng so với mà chấm điểm thì em nghĩ rằng là tuổi Mậu Thân năm nay cũng vẫn hơn trung bình. Dù rằng có cái sao Thái Bạch, một cái hao tinh làm sao chủ của năm. Hy vọng rằng với cái sự chia sẻ, cái thông tin vừa rồi sẽ giúp các chị đưa ra những cái nhận định tốt đẹp hơn để phần nào khống chế bớt cái sự hao tốn của hao tinh Thái Bạch đối với cái mạng mệnh của mình. Mọi người xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho những người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi vào cuộc sống cũng như Phong Thủy vào cuộc sống xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.